Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu trong video này Mình với các bạn sẽ cùng nhau mình add cái thanh uh, search box vào trong cái UI work list của mình các bạn ha Thì để mình sẽ gỡ gõ, sau đó mình đi tìm kiếm những cái work nào đó có một cái title uh, chứa cái nội dung mà mình search các bạn ha Rồi, ok bây giờ mình bắt đầu thôi Rồi, thì cái mà mình sẽ làm với các bạn trong cái video này đó là mình sẽ thêm một cái ô search ngay uh, ngay phía trên của những cái 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 danh sách list này. Thì mình gọi gõ nội dung gì đấy để mình tìm kiếm mình lọc lại những cái bài work nào nó có những cái title mà chứa cái nội dung mình gõ ha. Rồi, thì um, ở đây thì mình sẽ add một cái ô search, nhưng mà sau này mình có thể có thêm nhiều cái filter khác, ví dụ như là những cái um, category list hoặc là sau này mình có thể thêm những cái sort hay là gì, gì đó, tức là ở đây mình sẽ không uh, mình mình sẽ set cho các bạn theo kiểu là các bạn có thể mở rộng thêm nhiều cái control à, sau này nữa chứ không phải là chỉ có một control cho nên là chỗ đây mình sẽ đặt cho nó một cái tên nó gọi là work filters à, Đây là một cái form các bạn ha nó sẽ là một cái form thì trong cái form này nó sẽ chứa uh, trong cái video này mình sẽ làm trước một control đó là cái offset thì sau này các bạn có thể add thêm nhiều control nữa uh, lúc sau ha à, cách mà mình sẽ làm đó là về cái tư duy uh, về cái cái, cái 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 hướng mình xử lý đó là ở cái trang á ở cái tầm trang đó là ở khi mình ở cái base level là ví dụ như là ở cái base level như thế này ha tức là cái 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 workspace này thì ở cái base level nó sẽ control cái 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 form logic ha rồi sau đó mình sẽ tạo ra cái form là work filters và nhiệm vụ của cái work filter này sẽ nó sẽ quản lý những cái control bên trong và khi nào là khi nào mà những cái control này có thay đổi á thì nó sẽ uh, trigger nó báo lên thằng cha à, thông qua một cái combat uhm. À, như vậy là cứ mỗi lần mà có thay đổi gì đấy thì nó sẽ báo cho thằng cha ê filter thay đổi nè ông muốn làm gì ông làm đi thì như vậy là nhiệm vụ quản lý như là thằng này nhà thằng quản lý mấy thằng filter bên dưới gì đó thì mấy thằng ở bên dưới này á, thì nó nó làm gì nó làm ví dụ có thay đổi value gì đó thì nó báo cho thằng work filter và thằng work filter này nó nhiệm vụ của nó là quản lý và khi mà có nó phát hiện là có khi nào cần thiết thì nó sẽ báo cho thằng cha nói ê đây là những cái giá trị filter mới nè, ông muốn làm gì ông làm. thì như vậy là ví dụ như mình sử dụng cái word filter này ở cái page a là mình gọi cái api uh, nào đấy api 1 nhưng mà qua một cái page b mình không có làm mình không gọi api mà mình gọi mình không gọi api 1, mình gọi api 2 chẳng hạn ha thì cái việc mà xử lý cái 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 logic là mình để ở cái page level còn cái chuyện mà quản lý cái form thì mình để cái ở cái word filter để mình có tái sử dụng lại ha ok rồi thì bây giờ các bạn mình như các bạn sẽ cùng nhau mình đi setup cái cái word filter này ha nó sẽ là một cái form Uh, thì uh, này to quá nhỏ lại xíu coi rồi thì mình mình sẽ để cái word filter nó nằm ở đây ha à, nằm, nằm ngay chỗ này um, mình sẽ bỏ nó vào trong cái component work này hiện tại cái, trong cái chỗ component work này mình đang có work card work list work skeleton gì đấy thì bây giờ mình sẽ thêm một cái thần của mình tên là work filters .ts thì cái này á nó sẽ là một cái form Uh, hiện tại mình có cái form mình đang có một cái login form ha thì uh, mình sẽ cho mình sẽ show cho các bạn thấy là uh, khi mà mình các bạn làm xong một cái form mình làm cái form thứ hai rất là nhanh luôn mình sẽ copy hết nội dung của login form mình đem vào cái word filter này <cười> 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 rồi thì dĩ như là mình phải sửa chứ mình không thể nào mà tái sử dụng được nhưng mà về các bước nó sẽ y chang thôi các bạn các bước nó sẽ y chang rồi ví dụ như là ở cái login form drop này đi ha thì mình không dùng là login form mà mình sẽ đặt nó lại là thành gì các bạn à, để mình sửa luôn ha đây cái login form thay vì mình xài cái login form thì mình sẽ đổi cái này ông thầy nó sẽ là cái work filters props đó rồi um, về cái cái bay lot thì dĩ nhiên là mình sẽ không dùng cái login bay lot mà mình sẽ phải định nghĩa ra một cái bay tức là cái 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 filter này nó sẽ chứa những cái control nào thì mình sẽ định nghĩa ra um, mình đang có cái models um, work rồi thì mình sẽ định nghĩa một cái, ví dụ mình nói là đây là có thêm một cái API gọi là Work Filters Payload Đó Thì um, ở trong này mình sẽ chứa, ví dụ cái đầu tiên là cái Search đi ha chúng tên là cái Search Mấy cái này nó muốn đặt tên gì tùy các bạn, cái nào cũng được ha Ở đây mình đặt tên là cái ô Search box đó tên là Search đi ha Đó Rồi Mình uh, có, đầu tiên mình có một cái à Mai mốt mình đặt thêm hình ảnh vô ha mình này trước mắt làm cái trước đi tính tiếp Rồi um, Ở chỗ đây thì thay vì mình xài Locking Payload Uh, lại like lock in by log, thì mình sẽ đổi lại hết nó sẽ là work filters by lot, đó. rồi ok uh, chỗ này đổi lại xíu làm bị ghê ok <laughs> rồi uh, option ship o để optimize import ok tiếp tục rồi mình đi từ trên mình đi từ trên xuống dưới mình sửa ha um, cái này là cái filter thì thường là những cái filter ít khi mình có validation uh, thì khi nào có mình sẽ định nghĩa ở cái trong trong này còn hiện tại mình không có cái variation rule nào cả. Ví dụ ở ocean box thì mình không có cần phải require, mình cũng không có cần nó phải nhập cái gì đặc biệt hay là restrict gì hết, nói chung là mình không có variation cái 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 nội dung. Ở đây mình tạm thời không có thì bạn có thể để nó là một cái object rỗng như thế này. Hoặc là bạn remove luôn cái resolver này luôn cũng được. Thì uh, ví dụ để đơn giản thì để đỡ rối mình mình bỏ luôn đi ha. Sau này các bạn mà muốn thêm thì bạn thêm bit schema vô đây còn nếu không các bạn không muốn thì các bạn nói là ok sau này các bạn muốn thêm thì bạn sẽ thêm vào đây ha còn hiện tại mình không có cái version rule nào cả ha rồi um, chỗ này thì default value mình sẽ để chữ uh, chữ search đó tại cái, cái 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 form của mình nó sẽ có cái một cái uh, cái search ha uh, mấy cái password cái này là do là cái này là của cái field password của mình không có mình bỏ ha đó rồi uh, xuống dưới cái này mình chỉ có một cái input field thôi mình có một input field thôi Um, thì cái name mình sẽ đổi lại cái này là cái search uh, label có thể là mình không dùng luôn mình bỏ luôn nhưng mà mình thay thế vào đó là sẽ là cái placeholder cái placeholder ví dụ như là search um, uh, work by title ví dụ vậy ha tên mình đó là tìm kiếm uh, uh, bằng title và mình uh, show cái 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 icon search ở cuối cái inbox chẳng hạn thì mình có thể copy cái input prop này nè đó mình copy cái input prop này mình pass qua uh, cái cái password này mình không xài nữa mình bỏ đi Ờ uh, hay gì là mình show cái icon uh, và ra click được. Mình nay mình không phải không cần click được cho nên là mình chỉ cần show nó một cái icon bình thường là một cái uh, search icon. Rồi. Rồi. Lâu lại format. Uh, mình không cần phải show cái button luôn, mình bỏ cái button luôn. <laughs> Đấy các bạn thấy. Rồi, xong. nghe như là ok rồi đó. Còn cái này mình chưa xài mình bỏ luôn. Rồi. Sau đó dùng option shift O. OK như vậy là mình đã có xong một cái work filters. Um, Dĩ nhiên mình sẽ còn sửa tiếp nhưng mà đại loại là nó sẽ có cái ô search nó có cái icon, rồi nó có cái hàng submit. Thử đi ha, gắn vô coi thử nó show lên cái gì rồi mình sửa tiếp. Uh, mình cho cái này là cái work filters. Rồi tạm thời mình sẽ không truyền vào gì hết, từ từ ha. Đó. Rồi như vậy là mình đang có show cái work filter, Xong mình tới cái work list. Coi thử UI nó lên cái gì rồi các bạn? Ấy nó lên được cái um, cái ô như thế này cho mình mình gõ gõ gì đấy ha ngon lành rồi um, cái tiếp theo của mình là làm sao mình bắt được sự kiện on change khi mình 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 thay đổi cái value của cái input field này nhiệm vụ của mình á là bây giờ nó không có cái nút uh, submit đúng không là mình không muốn là mình phải submit mình mới đi search mà để cho user g g gõ gõ xong thì nó sẽ là um, tự động đi trigger một cái 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 cái, cái uh, gọi là một cái call ha à, một cái api call để lấy phép lại dữ liệu như vậy đầu tiên mình phải lấy được cái dữ liệu của cái hàng input field này khi mà nó thay đổi, khi nó là nó dùng on chain ha. Um, thì mình vào cái input field mình thấy là hiện tại mình có cái external on chain. Thì ở đây mình thấy nó có hai cái này, một cái là on chain, một cái là external on chain. Cái on chain này là để cho cái, cái chuyện quản lý của cái hàng react hook form nó update cái form nội bộ của nó uh, để nó tự uh, cập nhật cái value ha. Còn cái external on chain này là ở phía bên ngoài của mình mình muốn cũng muốn lắng nghe cái external on chain và hiện tại thì cái này nó chưa được sử dụng Thì bây giờ mình sẽ uh, Xài thêm thằng này ha External on-chain uh, Chỗ này mình sẽ sửa lại một xíu Thì chỗ này mình sẽ có cái event Mà nó sẽ chain, có một cái chain event chỗ này nó sẽ là cái HTML Input element uh, Và mình sẽ uh, Giữ nguyên ha, đầu tiên là mình sẽ giữ nguyên cái thằng on-chain event tức là cái on chain này của hàng rẻ khúc form này còn cái external on chain này là cái mình sẽ sử dụng ở trên cái form này lấy hồi mình sẽ xài thêm cái on on chain chỗ này đó lấy hồi mình sẽ xài ở đây thì cái on chain chỗ này nó gọi là cái external on chain mà external on chain này thì nó sẽ là optional các bạn nó sẽ là nó có thể optional ha chấm hỏi này nó là optional thì uh, nó có thể là undefined thì khi nào có thì mình gọi không có thì thôi đó có thì mình sẽ chuyển cái event lên còn không có thì thôi à thì như vậy thật ra ở bên ngoài khi dùng minh nút field nó vẫn truyền vào là on chain chẳng qua là mình, re mình rename lại để mình dễ phân biệt cái ở bên ngoài là cái on chain được truyền từ ở trên và cái on chain của hàng rượu quốc phòng bên trong ha nhưng mà thật ra ở trên khi bạn dùng mình nút field bạn vẫn chỉ dùng là on chain ha đã lưu ý ha cho nên chỗ này mình cũng dùng là on chain chứ không phải là external on chain ha ok tại bên trong mình đã rename lại rồi nè đó mình truyền on chain xuống nhưng mà rename lại là external on chain đó là chỗ này ok thì như vậy là ngay chỗ này mình sẽ bắt cái sự kiện đó trước à, ví dụ mình sẽ có cái event ở đây mình sẽ có một cái change event cho cái html input element và mình cứ um, console.log ra trước đã tính tiếp ha ví dụ mình còn log là change à, rồi sau đó mình ghi là event chấm target chấm value rồi để mình, mình 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 phải coi thử là no, mình phải lấy được cái giá trị khi mà mình gọi nó thay đổi mình phải lấy được cái giá trị đó trước rồi tính tiếp ha chỗ này là form submit thì mình uh, tạm thời mình đừng có submit gì cả mình cứ còn so lót thôi mình ghi là form submit sau đó mình uh, mình lót cái bay lót ra đó uh, mình nó thì uh, các bạn có thể là uh, nếu mà các bạn mà follow mình đủ lâu các bạn sẽ thấy là mình làm hầu như mình cứ làm đi từng bước làm chậm chậm đó các bạn cứ làm từng bước nhỏ 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 chắc bước nào hay bước đó đó ví dụ ở đây đi các bạn uh, đừng có bay vô các bạn quốc liền gọi liền submit form rồi trigger debug rồi các kiểu tài lan nào cứ từng bước thôi đầu tiên mình phải lấy được cái value của nó tính tiếp ha để cho ừ. thôi các bạn là một lèo ra nó quá nhiều thứ đi xong rồi nhưng mà tới lúc đó bạn 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 nó bị bất ở một vài chỗ bạn phải đi ngồi đi bắt lại từ đầu nó tốn khá nhiều thời gian cứ đi chậm từng bước một tính tiếp ha rồi ở cái bước này thì ví dụ như mình gõ đó có thấy bây giờ mình gõ cái gì nó mình cũng lấy được cái sự kiện gen rồi nè tức là mình đã lấy được cái value trong cái input rồi full ha đó ngon lành đó easy cool. như vậy là thấy là mình đã lấy được cái sự kiện uh, value của input rồi đó. Bây giờ cái bước tiếp theo của mình đó là uh, cứ mỗi lần mà nó change như thế này á thì uh, uh, mình không thể nào mà cứ nó gõ một cái tự mà đi gọi một API một lần, gõ một cái tự đi gọi API một lần nó không hay. Thì mình phải uh, áp dụng một kỹ thuật chúng áp dụng kỹ thuật tên là debounce. Thì tức là ví dụ đợi user nó gõ xong thì mình sẽ đi gọi API một lần, uh, đợi user gõ xong mình gọi API một lần. Thì ở đây là mình sẽ làm theo kiểu là um, cứ uh, cứ đợi cho thằng này đi bao xong, mình sẽ đi gọi API mà đi gọi API bằng cách nào đó, các bạn? Cái việc gọi API là việc thằng cha xử lý. Còn đây là cái work filter là ở cái tầng form thì mình sẽ đi trigger cái form submit. Như vậy là khi mà hàng user nó gõ xong, mình sẽ manually trigger cái form submit, mình sẽ manually trigger cái form submit ha. Rồi thì mình manually trigger cái phần service như thế nào? Bây giờ mình sẽ thử ha. Đầu tiên là mình phải làm cái debounce trước. đợi uhm, đợi mình xíu. Ờ, ok sao nó không à rồi, nó chạy được rồi. Uhm, đầu tiên là mình nói là cái handle uh, search chain um debout, <laughs> search chain đi ha. Đó. Uh, thì cái này mình sẽ dùng cái hàm debounce uh, thì em um, MUI có sẵn mình xài luôn. Em <laughs> giờ có sẵn xài luôn. Thì um, khi mà debounce uh, ok. Uh, mình sẽ có một cái function mà gọi là handle search chain đi ha. Đó mình gọi là một cái hàm rồi. Thì uh, sau khi nó debounce thì nó sẽ gọi cái hàm handle search chain và mình muốn debounce 350 milliseconds. Đó, wait 350 uh, second ngay chỗ này thì mình sẽ gọi là depose search change đó thì các bạn có thể truyền cái ông thần gọi là event target value vô đây thì ở đây bạn có thể nhận được ví dụ như là đây là cái uh, value rồi là string rồi sau đó các bạn sẽ block ra gọi là depose rồi value thì để mình coi thử là nó có chạy đúng như cái mình mong muốn tức mình gõ xong thì nó sẽ có một cái thằng gọi là depose value đó thử nha đầu tiên mình xóa hết đi ha rồi mình xóa này mình làm lại nè ví dụ mình gõ liên tục ví dụ mình gõ chữ easy front end. thì mình thấy là nó sẽ có một loạt các chain này đó chain này nó sẽ ra liên tục liên tục liên tục nhưng mà nó khi mà mình ngừng gõ thì nó chỉ trigger cái Debounce thì, thì 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 lúc mà cái thằng debug nè, đây là cái lúc mà mình sẽ mong muốn là đi trigger cái submit form còn trong cái quá trình thằng user nó gõ mình sẽ không trigger submit form à cho nên là mình sẽ dựa vào cái debounce này để mình trigger chứ mình không dựa vào cái hàng change dựa vào hàng change là toa <laughs> rồi thì làm sao làm sao để trigger cái form ở đây bây giờ tức là ví dụ như ở đây bạn có cái handle search Change vậy bây giờ làm sao bạn trigger cái form submit bây giờ um, thì thì ở react form nó có một cái hàng handle submit này này các bạn thì thay vì uh, thì các bạn có thể thay uh, các bạn uh, ở đây á mình thay vì để on submit nó sẽ gọi cái hàm này thì bây giờ các bạn hãy gọi một cái cái này tương tự đó gọi luôn thì cái uh, thật ra là cái này nè nó sẽ return a function ok uh, bây giờ các bạn muốn trigger luôn cái function submit thì bạn sẽ gọi luôn cái function đấy ok chưa nó ngon lành nó sẽ return ha các bạn ha rồi chỗ đây sẽ là một cái uh, cái function mình trigger luôn như vậy là nó gọi là gọi là manually trigger form submit ha và các bạn thấy để ý một điều là mình không cần truyền vào cái value mới nhất luôn ghê không rồi thì khi mà bạn trigger form submit thì nó sẽ nhảy vô cái form submit này và để xem thử cái bay lot này nó có giá trị mới nhất của cái value của cái search của mình hay không ha như vậy ha nó sẽ có ba sự kiện thứ nhất là nó chen sau khi nó mình gõ gõ một đuôi nó dừng lại thì nó sẽ vô cái repose trong cái repose nó sẽ trigger cái submit form manually đó thì nó sẽ bay vô cái hàm handle locking form submit này mà mong muốn của mình là ở đây nó phải lấy được cái giá trị mới nhất của cái, cái ô search rồi thử à, mình sẽ xóa đi ha bây giờ mình gọi lại chữ easy frontend thì có thấy là nó sẽ chạy một loa cái chain sau đó sẽ nhảy ra cái sự kiện đi pause và cuối cùng là nó trước được form submit và rất là vui đó là gì các bạn cái 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 form submit nó lấy được cái giá trị mới nhất của cái ô search luôn và các bạn thấy là mình không cần truyền vào cái value nha mình không cần truyền gì cả, mình chỉ cần trigger form nó tự lấy được cái value à, mới nhất. Tại vì bản thân là ở trong mỗi cái control đó các bạn, nó đã có cái hàng on chain rồi. Ha, à, tức là khi mở là bạn gõ thì không phải là nó chỉ trigger cái on chain của các bạn ở bên ngoài mà nó bên trong nội bộ của nó đã có tự động cập cập nhật cái value nội bộ của nó rồi. Cho nên là khi mà nó trigger form submit đó, thì nó nó vẫn lấy được cái value mới nhất của 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 cái form ha. Rồi, thì nếu như mà như vậy nó không cần truyền value nó không cần gì hết, Thì thành ra thay vì mình mình phải tạo ra một cái hàm như thế này, thôi mình truyền thẳng luôn đi, tức là ngay chỗ này, uh, ngay chỗ debounce này bạn cần truyền vào cho nó một function đúng không? thì ok, mình sẽ truyền vào cho nó là cái function này, là truyền trực tiếp luôn, đó, tức là chỗ này bạn không cần truyền gì hết, ok, <laughs> là thành ra là tức là cái gì các bạn? À, khi mà mình uh, mình mình uh, mình mỗi lần mình gọi trên trên á thì mình sẽ đi uh, bao nó và sau khi nó đi bao xong thì nó sẽ đi trigger cái cái form khỏi đi qua hàm này luôn thử xem có được hay không ha lại uh, <laughs> change submit nhìn có vẻ đây là trường hợp mình xóa ha thấy có vẻ đúng rồi đó thì lúc này mình thấy là đây mình có change một nồi, nồi nồi xong tới form submit luôn ngon lành như vậy là rõ ràng là ở cái bước này mình đã làm được cái chuyện đó là mình thay đổi cái nội dung của cái control của mình và khi mà mình gõ xong thì nó trigger form submit như vậy đã làm tốt nhiệm vụ của cái việc ở cái form level rồi đúng không rồi nhiệm vụ tiếp theo của mình là integrate cái form submit event này lên trên cái base level để mỗi lần mà cái form nó submit thì ở cái base level nó đi à, đi đi gọi là API bằng cách thức nào đấy tùy nó đó là chuyện của thằng cha được chưa thì đó là lý do tại sao mà mình nói là mình có cái word filter này và cái word filter này nhiệm vụ của nó là take care tất cả những cái filter như là search hay là category select hay là v uh, v vâng, vâng, vâng. nó sẽ làm nhiều trò nhiều thứ ở trọng À, còn nhiệm vụ của cái thằng cha nó sẽ handle cái form submit logic ha đây mình có add depose rồi nè mình có add external on chain rồi nè rồi mình có Lock form value nè bây giờ mình sẽ check ở cái base level ha ok rồi bây giờ mình sẽ hàm này không cần thiết nữa bỏ luôn Ghê chưa à, ngay chỗ này thì mình sẽ mở cái này ra đây mình sẽ là cái form submit đúng chưa nó sẽ nó sẽ trigger cái on submit truyền cái payload lên cho thằng cha bây giờ mình sẽ lên thằng cha là ở cái page work ha ở cái page work uh, b -b 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 đây thì khi mà cái này mình sẽ thêm một cái hàm vô mình gọi là hàm function handle um, filter change đó filter change tại vì nó sẽ có nhiều filter đúng không và ở đây mình gọi là mình sẽ có new filter ở đây thì cái new filter này nó sẽ chính là cái work filters pilot ở dưới sẽ truyền lên cho mình cái này và nhiệm vụ của mình là bây giờ cũng cần sáu ra Nên cứ làm từng bước thôi các bạn <laughs> mình để cái này gọi là page level mà um, uh, uh, receive form data uh, mình gọi là new filter thì nhiệm vụ của mình là mong muốn là cứ mỗi lần mà form nó submit á uh, mình gọi là on submit ở uh, đây mình gọi là handle filter change như vậy là cứ mỗi lần form submit nó sẽ truyền cái dữ liệu của cái form lên cho hàng cha và nhiệm vụ của hàng cha nó muốn làm gì là với cái filter mới đó tùy nó thằng form không cần quan tâm nhiệm vụ của thằng form là đi quản lý những hàng con của nó là những cái control và khi mà khi mà cần khi cần thiết á, thì nó submit nó báo lên cha ê đây là filter mới nè ông muốn làm gì ông làm đi đó rồi thì bây giờ mình coi thử là nó có lên được cái lock này hay không ha lên được thì mình đi tiếp chậm mà chắc từng bước từng bước một ha ok rồi rồi ok bây giờ mình sẽ gõ thử mình gõ chữ easy frontend thì các bạn thấy là nó sẽ trigger cái form submit và nó cũng sẽ trigger được luôn cái page level receive form data như vậy là lúc này lên được hình cha rồi ok ngon cool vậy nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì các bạn à, mình đi cập nhật lại cái filter của mình để nó phát lại cái query mới thôi ngon lành thì cách thức nó cũng đổi y chang cái page chain ha à, các bạn lưu ý nè khi mà mình um, khi mà mình thay đổi filter ở đây ví dụ mình thay đổi về cái 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 search term thì cái kết quả số lượng item nó có thể thay đổi ví dụ như là khi bạn search chữ react nó ra 10 item nhưng bạn search chữ next nó chỉ ra không item cho nên số lượng item nó khác nhau cho nên là bạn buộc phải reset cái page này là về cái page đầu tiên ví dụ như bạn đang search bạn đang ở cái 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 khi là react trang 2 nhưng mà khi bạn search qua cái 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 từ khóa khác thì chưa chắc nó đã có đủ hai trang nó chưa chắc nó có hai, hai 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 trang đúng không? cho nên là mình phải luôn luôn reset về bay đầu tiên để đảm bảo là nó sẽ show cái bay đầu tiên nếu có hay không có data gì đấy ha đó rồi cho nên là ngay chỗ này chúng ta sẽ có um, mình sẽ chỗ này sẽ là title like và mình sẽ lấy từ cái new filter chấm à chấm search ok ngon lành rồi bây giờ mình thử ha uh, bây giờ đầu tiên là mình xóa cái này đi thì có thấy là bắt đầu nó có tác dụng tức là lúc này là nó đi sệt với cái title line là bằng uh, mt Giờ mình uh, gõ thử cái chữ ví dụ như là react đi ha thì lúc này chắc không có đâu <laughs> Đó, nó sẽ ra được cái no data thì lúc này mình có thể chỉnh lại cái style để cho cái no data này nó nó rớt xuống chút xíu ha à, cái no data này nó đang hơi 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 uh, nó đen, nó đen hơi sát phía trên à, mình có thể đẩy chân này xuống chút xíu à, ví dụ như là trong cái word list của mình đi ha trong cái work list của mình đi ha nó đang là cái chỗ no data no data là ngay chỗ này thì cái box này nó đang hơi 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 sát ví dụ như là mình sẽ cho mở trên top là ví dụ như là cho bốn hay năm 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 bốn mươi pixel đó nó cách xuống một xíu à, nhưng mà vẫn chưa đẹp lắm cho tám luôn đi à, ví dụ đó chỉnh chỉnh xíu sao nhìn nó hợp lý xíu rồi à, ví dụ như mình giờ mình sợ từ khác đi mình search lại cái ví dụ mình search cái chữ mà place at đi ha mình search chữ place đi search chữ place thì lúc này nó sẽ chỉ ra những cái những cái thằng nào có title là chữ place thôi đó uh, ok uh, thì các bạn để ý là nếu như mà mình search lại cái từ khóa vừa rồi là nó ra kết quả rất là nhanh tại vì nó đã có trong cat rồi ha uh, ví dụ mình xóa lại về từ đầu nó cũng ra rất là nhanh tại vì nó đã có cat rồi uh, ví dụ như bây giờ mà mình search một cái từ khóa mới ví dụ như là yolo đi đó thì cái này từ khóa mới cho nên là nó sẽ search lại cho bạn sẽ thấy cái loading nhưng mà nếu như mà những cái từ khóa mà bạn đã từng search rồi á, thì nó có khác nên nó sẽ ra rất là nhanh ha Ahmed chẳng hạn ví dụ vậy khu cool, ha thì như vậy là cứ mỗi lần user nó search gì nó search hoặc là nó xóa nó xóa cái um, cái 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 ô input của mình thì nó cũng đi đi sâu lại hết tất cả nội dung à, còn nếu như mà nó search một từ khóa nào đấy thì nó sẽ đi tìm ha, ví dụ từ lab sẽ tìm những cái word nào đó có cái title có chữ cái chữ uh, chữ lab này khu cool. như vậy là nó works rồi các bạn ngon lành <laughs> ngon lành ha rồi, thì ở đây mình còn mình chưa làm một cái chuyện đó là set cái default value ban đầu. Thì cái vụ này mình sẽ mình sẽ làm tiếp theo ở cái 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 phần sau. Thì ở cái video này các bạn sẽ thấy có một cái điểm một cái một cái, cái 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 bất lợi đó là ví dụ như là đợi mình chút xíu, đợi mình chút xíu. Mình xóa cái phần này đi. Rồi. OK, thì ví dụ chẳng hạn như khi mà bạn chuyển trang cái kiểu ha, bạn chuyển trang hoặc là bạn thêm từ khóa gì đấy uh, và bạn muốn gọi uh, là bạn muốn chia sẻ kết quả này cho bạn của mình thì bạn sẽ copy cái URL bạn gửi cho người đấy nhưng mà nó không có nó không có lưu lại cái 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 trang cũng như là cái từ khóa bạn đang search hoặc là khi bạn reload lại bạn muốn là giữ lại kết quả này nhưng mà hiện tại thì mình không có được cái chuyện đấy bởi vì là mình không có mình không có không có đồng bộ lên trên cái URL. Thì ở video tiếp theo mình với các bạn sẽ cùng nhau mình xử lý và đồng bộ cái cái cái, cái stay của mình, cái phần filter của mình lên trên URL để chi để khi bạn reload lại á thì nó vẫn ở lại cái 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 trang mà mà mình mong muốn hoặc là khi bạn xe mình chia sẻ cái đường dẫn này cho người khác thì người ta cũng thấy được cái cái kết quả giống giống như bạn ha thì các bạn hãy thử tự làm rồi sau đó so sánh với mình ở video tiếp theo ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha